Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty thiết bị Nimba số 5 xin giới thiệu một dòng camera hỗ trợ tính năng báo động, phát hiện chuyển động theo người di chuyển. Và đầu tiên tôi sẽ xin mở phần mềm để bật tính năng đó trên camera. Và phần mềm sử dụng ở đây sẽ là phần mềm Keycam. Rồi, các bước cài đặt camera thì tôi đã cài đặt sẵn ở đây rồi, và chỉ cần vào phần cài đặt và vô mục cài đặt cảnh báo, bật tất cả tính năng về phát hiện chuyển động, phát hiện con người. Và thêm đó mình sẽ bật thêm tính năng chuông, nhấp nháy và bấm lưu.